Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một buổi sáng thứ bảy tốt lành. Thưa quý vị và các bạn, do giải mây dông gây mưa cho khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu dần nên mưa trên toàn khu vực có xu hướng giảm đi trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, với sự hoạt động trở lại của vùng áp thấp nóng nên nhiệt độ trên toàn khu vực cũng tăng dần lên. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dao động là từ 29 cho tới 33 độ. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối và đêm, với quá trình hội tụ mực cao thì khu vực lại có khả năng là xuất hiện những đám mây dông và gây mưa rào rải rác. Mưa xuất hiện nhiều hơn ở khu vực vùng núi như là Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng và xảy ra bất chợt, thường trong thời đoạn ngắn nhưng cũng khiến nền nhiệt độ từ vùng núi xuống đến Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ không tăng cao, khiến cho ban đêm trời dịu mát. Đến với khu vực Bắc Trung Bộ thì ngày hôm nay giải mây dông vắt ngang qua ba tỉnh Bắc miền Trung cũng đang trong quá trình suy yếu và mờ dần nên mưa cũng giảm theo. Trong hai ngày cuối tuần này thì thời tiết dễ chịu, áp thấp nóng chưa thể hoạt động mạnh trên diện rộng trở lại ngay. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dao động cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh là từ 31 cho tới 33 độ. Còn tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận thì nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 33 cho tới 35 độ. Đến chiều tối và đêm nay, tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, những cơn mưa vẫn còn xuất hiện nhưng lượng không nhiều. Còn tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận thì mưa dông chỉ diễn ra thoáng qua với lượng không đáng kể. Như vậy là thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển dọc các bãi biển miền Trung trong hai ngày cuối tuần này. Các điểm du lịch văn hóa và các bảo tàng, địa chỉ văn hóa cũng là những địa điểm đến rất là hấp dẫn trong dịp cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ trung bình đến mạnh ở mức thấp nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa dông nhiều nơi. Thời gian mưa sẽ là vào lúc trưa chiều với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và lan rộng cho toàn khu vực vào lúc chiều tối và đêm. Lượng mưa khá được dự báo sẽ là các tỉnh Nam Tây Nguyên và miền đông của Nam Bộ. Trong cơn dông thì bà con tiếp tục cảnh giác với khả năng có sấm chớp và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ trên toàn khu vực ít biến đổi, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều dao động trong khoảng là từ 30 cho đến 33 độ tại Tây Nguyên và từ 33 cho tới 35 độ tại Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc thì biển đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết sáng nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một ngày nghỉ nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.